Hello, xin chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game MMO phiên bản cập nhật mới nhất hiện nay nha các bạn ơi. Còn MMO tên gì quên mẹ nó rồi. Hồi ức trở lại. Ok, rồi, nghe tên là các bạn biết rồi ha. Đây, nhạc này Heo đã nhận hết quà tân ngủ đồ này nọ rồi. Quà rất là nhiều luôn, lực chiến là 2, 4, 6, 8, 400 triệu lực chiến luôn nha các bạn ơi. 44 triệu kim cương nè, đó. Skin đồ, ngoại trang đồ là mới nhất hiện nay luôn nha. Đồ EX, đó. Ui, cây cung này. Ui cây cung này à, ui update đồ hình như là hàng tháng luôn hay gì á. Và bộ này đang là bộ mới nhất nè đó. Để coi coi cái cánh mới nhất à, đây cánh nó. Ui và game này là đồ là update theo set đàng hoàng nha. Đó, ui sinh nhật đồ này nọ là có y bộ đấy, chứ không phải là thấy vậy là vậy đâu. Nó còn có y bộ luôn cơ. Ui EX. Ui dạo này trời mưa lâm râm âm mưu mưa, tao nói mũi khắp nhà ảo ma Canada thiệt. Đây ui hồi nãy Heo mở ra được một cái skin FR. Ui nào đấy. Đây EX này. Ui đồ nó cũng khác với người ta nữa bồ. Trời ơi nào đây một con nữa, đây một con nữa, đây ôi giời ơi, đấy nghe ít đấy các bạn ơi. Ôi sừng rồng này là hồi nãy là đi chung với bộ kia đúng không, bộ màu xanh. Quay đẹp quá trời. Ôi này sách này, sách có y bộ luôn đó. Ok EX à, không sách hình như nó không có đi y bộ rồi. Ok ngoài hỗ trợ nào mình lỡ review rồi thì mình review cho tới nay tới chốn ha. Đây cái gì bộ này là bộ gì con Hub Buster của Iron Man đó. Thunderbolt hả? Cái gì? Ôi đó. Đẹp. Ui nó nhìn cái con này không là ta thấy ta mê con game rồi. Rồi ôi con hỗ trợ đấy. Nhưng mà ui không biết có anh top nào cho em mượn cái con ngặt mà có con Hub Buster được không? Này để em có thể vào trải nghiệm con Hub Buster nữa nào. Ôi em nhìn con Hub Buster mà em thấy nôn nao rạo rực. Ui ui có cả con rocket đúng không? Đúng rồi rocket. Ui mới nhất đấy. Chưa có bản nào có thì phải à. Ha có mày Heo không biết, Heo cũng không ghi nhớ luôn. Ui event event đồ này ít bốn gà hả? Hey top gì đây không biết nữa. Halloween idol ai điếc. Ok ôi skin đồ ha. Ôi top 1 là được 10 con rocket. Ngon đấy nhỉ. Rất nhiều event luôn, đập trứng đập bọng nè đó. Rồi top trứng đồ này nọ có gì không? Không top trứng không có gì hết. Rồi event tích nạp. Rồi nè cánh nè các bạn. Này hồi nãy con bét rồi đúng không? Bây giờ tới cánh nè, full một set luôn. Đó, kiểu như game này là nó có một set luôn. Này, set B nè ha. Đó, set thứ hai. Đó. Ui, hình như hồi nãy mình có con bét này. Khoan từ từ. Tôi nhớ là nãy tôi mở ra được con bét đó. Đây, nào. Ủa hết rồi. Ok. Ủa mấy con này ăn hết rồi. Không. UR này. UTR này. Ủa. Đây. Ủa không, UTR luôn. Ủa vậy là hồi nãy không mở được con bét đó hả? Ảo thịt đấy. Heo tưởng đó là Heo mở được con đó.
ta mạo hiểm nè ha, ít nhân đôi nè, đó e ít đàng hoàng nha. Ok ok, rất nhiều event nhận được trang bị e ít nha, mạo hiểm shop su nè đó. Ôi à, lễ hội nè đó, UTR bảng xếp hạng đồ này kia, rồi trò chơi nè đó. Trò chơi này chơi sao? Mấy cái này để làm gì ta? Rồi xong rồi vô đây cắn con Rubik hả? Quà mở ra thì cũng random thôi hả? Ui! Event nhận hút butter này. Ui, ok. Ảo thịt đấy. Ngon lành, ngon lành. Cái sự kiện gì đây? Sự kiện này hồi nãy coi rồi. Top tu từng lọc lật thẻ. Ở top lật thẻ nó có gì không? À không, lật thẻ không có gì ăn hết các bạn ơi. Ui, ngoài này top lật thẻ chúng ta có được ngoài một cái cánh của Iron Mum hả? Tàn bảo đồ, tàn canh gió lộng luôn. Tự động lật hết đi. Ok. Ui. Vậy là coi ai là lên được tầng cao nhất đó hả? Rồi. Nó tự động lật luôn nè. Ok. Ui. Nào, lật được nữa nè. Ui. Nhiều event lắm, thôi chúng ta đến với thông tin server cái nha các bạn ơi. Đây. Chúng ta có server mới nhất. Đây. Mưu hồi ưu hồi ức gì nè hả? Đây, rồi ra mắt ít năm hồi ức vào 17 giờ ngày 11 tháng 10. Hồi ức tặng quy hệ nạp ha, miễn phí ít VIP đua top, săn bot nhận skin độc nhất. Khai mở hôm nay đua top ảo hóa giới hạn game MMO gì đây nè, AFK tăng lực chiến BK đã tay hoạt động BBB mới lan hồn thiên tuyển chiến, hần chiến thiên đường cho dân cài, săn skin giới hạn tại bot liên server, hợp chợ liên server, đa nền tảng luôn. Ngoài hình như là nó có event gì, nó có hai cây búa hả? Event ở đâu vậy? Cái này lật thẻ, cái này không phải, cái này là skin. Ủa hai cây búa đó nằm đâu ta? Hai cây búa đó là cho nhân vật nam. Cái thằng mà cầm kiếm ấy. Rồi đến với ạc tân hữu cái nha các bạn ơi, để nhận quà đồ này nọ có mình nhận được những gì nha. Ok, rồi đây là ạc tân hữu nha các bạn ơi. Tân hữu thì mới nè. Đây server nào quên mẹ nó rồi. Ê, lấy nhân vật nữ đi. Nữ vô nó có mấy cái skin thì khá là ngon ăn ha. Ngon ăn hay không ngon ăn gì thì từ từ tính. Ok, nhưng mà đầu vô thì phải chạy mấy ải đầu. Còn không muốn chạy ải đầu thì ra nhập cốt luôn cho nó mạnh cũng được nha các bạn. Ok ok, đi nhập nhập cốt cái đã. Cốt thì theo nhập hết mấy cái cốt lai xe rồi ha. Cốt này là cốt tân hữu các bạn ơi. Ok. Rồi, ok, nhập hết luôn. Đó. Rồi, chắc là hết rồi quá. Không biết có 66 không ta. 1 2 3 4. Không có. Nó hiện vậy là cốt không có đó các bạn. Đây, tổng cộng nè. Đó, rương hộp Kundum nha các bạn ơi. Kim cương ha, đá tinh luyện tẩy luyện ha. Đó, rồi đá chúc phúc nè. Đó, võ thần đâu nè. Đấy, ôi, 30 mấy rương lận tha hồ mà lụm về. Ủa lộn, 30 mấy thư lận. 30 hay 40 gì đấy. Ok. Ok luôn. Nó lại là ngon ăn đấy chứ. Nó. Nó. Anh nó luôn. Ở đâu nữa? Đây. Ok. Ở đây nữa.
ở đây nữa nữa, ở nữa đây. À, nữa không? À, nữa luôn. À, nữa luôn nè. Đó, ôi, khúc dưới này toàn 10 rương không bộ. Ôi, 10 rương và 10 triệu, 10 rương, 10 triệu. Ôi. Ôi, rương thần thí ngẫu nhiên. Ôi, nhiều quá các bạn ơi. Những từ dữ lên nè. Ui, 30 hộp Kingdom, 15 hộp. Wow. À, shiba. Sao mà nó ngon thế? Đấy, ngon quá trời. Ngon, ngon. Trời ơi. Đây, hai cái hư cuối. À, đây. 128 rương. Ui, bet mới đấy, bet mới đấy. Kim cương 44 triệu. Thần binh thần khí gì ta le hột me đó. À, shiba. Ồ, bet luôn. Wow, bet mới, bet mới. Thơm. Bet mới luôn. Uầy, rất nhiều đồ mới nha. Ngon. Bet đồ mới quá trời luôn. Đây, cánh nè. À, cánh cũ. Hỗ trợ. À, con này hỗ trợ cũ. Uầy, hỗ trợ cũ luôn. À, cũ luôn. Cũ luôn. Em nhớ mà UTR không à. Mở không ra được một con FR hay EX gì hết nè. Trời ơi. Now, skin nè. À, skin được một con FX nha, FR nha. À, nhưng mà giờ hình như là mặc được chưa ta? À, vẫn mặc được rồi. Đó. Nó thơm quá trời luôn á chứ. Ngon. Quá ngon bầu ơi. Phải lên ải 6 thì chúng ta mới mở được thêm ra nữa nha các bạn ơi. À. Đây, từ từ để heo. Ủa, lên ui. Ở VIP 5 rồi à. Ở VIP 5 thì mở cái này ra luôn. Nào. À, đồ ngon đây, đồ ngon đây. Đó. Ok. Ôi. Ôi. Ô. Rất nhiều đồ. À, shiba, một đống luôn nè. Đó. Oh man. Nào, đấy, vô nâng lên thôi. Ôi. Nãy 100 mấy quên rồi, cho 120, 130 gì đi ha. Rất nhiều luôn. Ok, đây nữa, cánh nữa nè, đó. Ôi, không phải là game ít đồ đâu nha, mà đồ quá trời luôn. Đó, được một cái cánh FR, ngon. Quá là thơm, quá là ngon. Đó, đó, đó. Mở lên, mở lên. Ui, một cái skin FR. À. Nó phải như thế các bạn ạ. À. Nó phải như thế. Đó, ok. Cái này thì chắc UR, UTR không à. Đồ vô. Rồi ở đây thì con bet chúng ta chưa mở. Ảo quá. Đây. Ủa, ảo quá được con này thôi hả? Ảo quá là không có mở được nha. Đây, con này nè, như con này là không mở ra được nè. Nếu nó cho cái gì là mình xài đó thôi. Còn con thần thú thì tới ải 6 lần. Còn hơi khá lâu, ải 6 thì còn lâu lắm. Rồi, anh em nào có chơi thì tải về ha. Link heo sẽ để dưới phần mô tả cũng như là bình luận nha các bạn ơi. Ok, rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Một con game free rất là nhiều quà luôn. Và trên bot, trên ải đồ này nọ thì nó ra được rương Kingdom đổi ra vé đồ này nọ luôn nha các bạn. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ cho heo xin một like nha các bạn ơi. Like mạnh tay lên nào. Ok, bye bye.